TechOne hân hạnh đồng hành cùng Cộng Review. Xin chào các bạn, hiện tại thì trên tay mình lại đang là một chiếc iPhone khác. Đây là phiên bản iPhone 8 Plus với một màu vàng, nhìn nó rất đẹp như thế này. Ở thời điểm mà trước khi iPhone 8 Plus cũng như là iPhone 10 được ra mắt thì mình không biết rằng liệu năm nay Apple sẽ trang bị màu nào mới ở trên những chiếc smartphone của mình. Bởi vì trước cái thời điểm mà bộ 3 này được ra mắt thì mình cũng biết là Apple sẽ giới thiệu cả 3 đời iPhone, iPhone 8, 8 Plus cũng như là iPhone X. Với iPhone X thì nó đã có một cái sự đặc trưng riêng biệt rồi với rất nhiều những hình ảnh rõ gì. Còn iPhone 8 và iPhone 8 Plus thì mình không biết rằng là Apple họ sẽ trang bị cái màu sắc gì ở trên những chiếc iPhone 8 cũng như là 8 Plus, màu sắc mới để phân biệt với cả những dòng máy trước như là iPhone 7 và 7 Plus. Nhưng mà đây, các bạn có thể nhìn thấy một màu vàng nhìn rất là sang trọng và mình nhìn ý, thì nó rất là quyến rũ luôn. Nó khá là giống với cả màu nâu kem nhưng mà nhìn nó rất là hồng phớt ý, nhìn nó cực kỳ là thích luôn. Thì đây là cái phiên bản iPhone 8 Plus mà mình thấy nó có màu sắc là đẹp nhất. Và đặc biệt thì với cái màu sắc mới này, các bạn cũng sẽ không phải tùy chọn phiên bản bộ nhớ trong nó cao hơn so với cả những cái phiên bản thường. Giống như ở thời điểm năm ngoái khi mà với iPhone 7 Plus thì Apple đã làm cho nó một cái màu sắc gọi là màu đen bóng. Thì với màu sắc đó chúng ta sẽ phải sở hữu phiên bản 128GB là thấp nhất để phân biệt được so với cả những chiếc iPhone ở những cái màu khác. Thì kiểu như nó là một cái sự phân biệt đẳng cấp ấy. Nhưng mà với cái đời iPhone 8 Plus này thì chúng ta đã không cần như vậy nữa. Một cái điều rất là hay. Và chủ yếu trong video này mình muốn chia sẻ với các bạn một cái điều, đó là với những ai đang sử dụng iPhone 8 Plus thì chúng ta có cần nâng cấp lên iPhone 10 hay không, hay là iPhone 8 Plus thì nó có thực sự là một chiếc máy làm nền cho iPhone X ở thời điểm hiện tại hay không. Thì ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhá. Ok, cái lý do đầu tiên thì mình thấy là cộng đồng sử dụng iPhone 8 Plus vẫn rất là đông, có khi là đông hơn khá là nhiều so với iPhone 10. Đó là về mặt cái tổng thể thiết kế. Tổng thể thiết kế thì ở đây nó liên quan đến cái gì? Đó là về cái kích thước. Các bạn có thể thấy là ở đây mình cũng đang có một chiếc iPhone 10 luôn. Thì các bạn có thể thấy là cái form thiết kế của sản phẩm này ấy, một bên sẽ rất là to và một bên sẽ khá là lọt thỏm đúng không nào? Và với cái kích thước lớn như thế này thì đôi khi cầm một chiếc iPhone với size lớn, người ta sẽ cảm thấy nó là sang trọng hơn và cũng có gì đấy nó là đẳng cấp hơn nữa. Dù cho iPhone 10 thì nó là một chiếc máy đắt tiền hơn, nhưng mà cái việc cầm một sản phẩm to ấy thì đôi khi nó cũng tạo cho chúng ta một cái gì đấy nó gọi là sang chảnh hơn đúng không nào? Cái điểm thứ hai mà người ta vẫn lựa chọn iPhone 8 Plus đó là nó có chung cấu hình về mặt chip cũng như là RAM so với cả chiếc iPhone 10. Cả hai đều sử dụng vi xử lý là Apple A11 Bionic, cùng với đó là dung lượng RAM 3GB. Với những người mà cần những cái trải nghiệm mượt mà này, những thao tác ổn định đến từ hệ điều hành iOS thì họ sẵn sàng lựa chọn phiên bản iPhone 8 Plus vì là nó chung cấu hình với cả cái chiếc máy mạnh nhất rồi đúng không nào. A11 Bionic là một con chip vẫn rất mạnh và sử dụng được vô cùng lâu dài. Và hơn nữa, dung lượng RAM 3GB cũng giúp cho chúng ta sử dụng cái sản phẩm này rất là lâu dài. Khoảng 2 đến 3 năm nữa thì mình chắc với các bạn là cái chiếc máy này nó sẽ không gặp phải cái sự lỗi thời về mặt phần cứng. Hơn nữa thì vẫn còn một lý do nữa khiến cho người ta vẫn lựa chọn iPhone 8 Plus thay vì là iPhone 10. Đó là bởi vì cái chiếc máy này thì nó vẫn còn được duy trì cái nút home cứng này, cái nút home cảm ứng lực, cảm giác ấn vào thì nó rất là sướng. Và người ta rất là ngại thay đổi từ cái việc mà ở trên chiếc iPhone đang có cái nút home này, nó thao tác dùng để đa nhiệm khi mà ấn đúp vào này, hay là trở về màn hình chính khi mà ấn một lần. Thì cái điều này cũng khiến cho nhiều người khá là ngại khi mà chuyển từ iPhone 8 Plus hay là những dòng iPhone trước lên đến hẳn iPhone 10. Và hơn nữa, cái mức giá của iPhone 8 Plus này nó lại còn rẻ hơn khá là nhiều so với cả cái chiếc iPhone 10 kia. Nên nhìn chung mình thấy là nhiều người vẫn lựa chọn iPhone 8 Plus thay vì là cái chiếc iPhone 10 thì nó là có cơ sở. Còn nếu như nói là cái chiếc iPhone 8 Plus này là một chiếc máy làm nền cho iPhone 10 thì mình không đồng ý đâu. Nếu như mà nói iPhone 8 làm nền cho iPhone 10 thì đúng thật là như vậy. Khi mà cái form thiết kế của nó thì nó khá là nhỏ giống nhau này. Nhưng mà iPhone 10 thì nó hơn rất là nhiều thứ, từ hiệu năng, camera cho đến là về mặt cấu hình luôn. Nhưng mà cái chiếc iPhone 8 Plus này thì nó lại không có nhiều điểm khác biệt. Ở đây chúng ta vẫn có một cụm camera kép. Tất nhiên là sẽ không có được nhiều tính năng như ở trên iPhone 10, nhưng mà ở đây mình thấy iPhone 8 Plus vẫn là một cái sự lựa chọn rất là đáng giá. Dành cho những bạn nào mà ưu tiên mạnh về cái tiêu chí kinh tế thì iPhone 8 Plus sẽ là một sự lựa chọn có thể nói là kinh tế hơn đúng không nào? Kinh tế hơn rất là nhiều, mà những cái tính năng chúng ta được trải nghiệm ở trên iOS thì nó vẫn tương tự là như vậy, thậm chí là còn có cảm biến vân tay này, thao tác thì nó vẫn sẽ rất là tiện. Và hiện tại thì mức giá cho một chiếc iPhone 8 Plus đã qua sử dụng tại TechOne mình thấy nó rất là hợp lý. Và nếu như các bạn quan tâm nhiều đến sản phẩm này thì link của sản phẩm này ở TechOne mình sẽ đặt ở phía dưới phần mô tả để các bạn có thể truy cập vào check giá cũng như là theo dõi thêm về thông tin về sản phẩm này, thì mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào để xem nhé. Và ok, đó là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc iPhone 8 Plus này. Cá nhân mình thì thấy iPhone 8 Plus không hề là một sản phẩm làm nền cho cái chiếc iPhone 10, mà nó vẫn còn những cái đặc trưng riêng của những thiết bị đến từ Apple ở thời điểm trước đây cũng như là kể cả cho đến thời điểm hiện tại. Các bạn cảm thấy sao về cái sản phẩm này thì hãy để lại ý kiến ở phần comment phía dưới video này, chúng ta sẽ cùng luận thêm nhé. Cùng với đó thì có những ai vẫn đang sử dụng iPhone 8 Plus thay vì là nâng cấp lên hẳn iPhone 10 thì cũng hãy để lại ở phần comment phía dưới video này để chúng ta có thể bàn luận thêm nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.